Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lớn mọc đặng nở ánh sáng, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Hàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng khối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng. Dạ con nghe bạch sư. Dạ con nghe. Dạ con đang thỉnh pháp sư, con cũng thỉnh ngài vô. Con kéo sư vô nha. Con kéo sư vô nha. Dạ vậy để con kéo sư vô rùm nha. Dạ 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 dạ. Dạ quý vị quan hỷ chút nha. Ngài Tệ Siêu không thấy rùm pháp cú mình mở quý vị ơi. Dạ à, để cho Nhật Bình kéo ngài vào thử coi được không. Nhật Bình xin phép được xuống mic ạ. À, mời đàn ông cầm mic chút xíu để Nhật Bình điện thoại. Dạ, con thấy ngài vào rồi. Dạ, con lãnh lễ ngài Tỳ Siêu. Dạ, con đang thỉnh pháp sư. Dạ, bây giờ con không biết con tỉnh ở đâu rồi. Nhưng mà thôi, có ngài vào rồi, con gắn tắt một chút xíu thôi ạ. À. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi cho chúng con học bài ngày hôm nay như kỳ rồi nha. Dạ, nói là kỳ này học đoạn nghi tịnh. Dạ, Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học thanh tịnh đạo được an vui thanh tịnh. Con kính nhân mít đến ngài ạ. À. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. À, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi vào trễ là bởi vì hồi 5 giờ chiều trời mưa to lên cả cái phường từ chỗ chúng tôi ở bị cúp điện. Chúng tôi có báo cho cô Nhật Quỳnh biết, nhưng hồi cái lúc 7:05 cái điện chúng tôi vào rung thì không thấy rùm mở. Chúng tôi mừng quá, tưởng hôm nay lớp
nghĩ là, nhưng mà cô Diệp Quỳnh kéo vào. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn có cỡ khoảng chừng 35 phút. Dễ dàng. 35 phút chúng ta sẽ học một phần của đoạn nghi thanh tịnh. Và sẵn đây sư cũng thông báo để các vị chuẩn bị tinh thần. Tuần sau ngày thứ bảy tuần này chúng ta học, nhưng mà tuần sau ngày thứ bảy chúng ta nghỉ một ngày, là bởi vì ngày thứ bảy tuần sau chúng tôi bận việc đi thuyết pháp ở xa, sợ e và điều nhân, cho nên xin nghỉ ngày đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái phần tiếp theo, là cái đoạn nghi tịnh Kankha Vitaranasut Visuddhi. Ở trong thanh tịnh đạo, chúng ta nắm một cách khái quát về cái nội dung mà ngài Bố Thân Khu Xá đã giảng dạy. Chúng ta nắm một cách khái quát, tam học cũng được mà thất tịnh cũng được. Tam học tức là ngài chia ra làm ba phần: phần một là giới, phần hai là, và phần ba là tuệ, sila samadhi paññā, giới định tuệ. Nhưng mà trong giới định tuệ này thì ngài có trình bày, ngài Bố Thân Khu Xá ngài có trình bày ở cái phần sau đó, cái phần thứ ba là phần tuệ, thì ngài có cho biết rằng giới học ở đây đó thuộc về giới tịnh sila visuddhi, phần tâm tịnh thứ hai, tịnh thứ hai tâm tịnh tức là chỉ cho cái phần định, và cái phần tuệ thì nó gồm có năm tịnh còn lại, tức là kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh và tri kiến thanh tịnh. Chúng ta nắm khái quát như vậy thì chúng ta sẽ dễ hình dung ra cái nội dung của thanh tịnh đạo nói cái gì. Đây là phần cũng khá quan trọng, cho nên các vị phải nắm vững. Chứ vì có những người học thanh tịnh đạo nói rằng đã học hết thanh tịnh đạo, nhưng mà hỏi ra cái nội dung khái quát thì họ không thể trình bày được, thì như vậy cũng là một vấn đề trở ngại cho cái việc chúng ta học chi tiết trong mỗi phần tịnh đó. Giới tịnh tức là chúng ta đã học xong về phần giới, tâm tịnh là chúng ta đã học suy suốt về phần định, và đến phần tuệ đó, thì đề cập đến năm tịnh còn lại. Nhưng mà trước khi giảng về năm tịnh còn lại của phần tuệ thì ngài Bố Thân Khu Xá ngài đã giới thiệu cho chúng ta biết là sáu pháp môn như là mảnh đất cho tuệ sinh khởi, gọi là Paññā Bhūmi,
Penyaphumi. Thì sau mảnh đất đó là người học Phật pháp, nhất là học tám pháp, chúng ta phải nắm vững. Một là vững, hai là sức, ba là giới, bốn là quyền, năm là đế, và sáu là y tương sinh. Thì vững xứ, giới, quyền, đế, y tương sinh đó, thì cái phần đó là cái phần phụ để nói về năm tịnh, tu tập năm tịnh, tức là tu tập tuệ đó, là chúng ta trước hết phải biết sáu phần đó. Đây cũng là một điểm mấu chốt căn bản mà chúng ta phải nắm. Vừa rồi chúng ta đã học xong kiến tịnh. Tức là cái tuệ phân biệt danh sắc bằng những phương pháp như là phân biệt danh sắc qua ngũ uẩn, qua 12 xứ, 18 giới. Thì lúc bây giờ hành giả có một sự thấy được an lạc trên trí tuệ, thấy bằng trí tuệ không mê mờ do đã vượt qua ngã tưởng. Ngã tưởng trong ngũ uẩn, ngã tưởng trong thập nhị xứ, ngã tưởng trong thập ác giới. Thì vượt qua cái ngã tưởng đó, cho nên cái tuệ trở nên thanh tịnh. Và cái sự thanh tịnh này được gọi là kiến tịnh, tức là tuệ phân định danh sắc. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học về đoạn nghi tịnh. Trong phần đoạn nghi tịnh trước hết là Ngài Vô Thân Khô Sáng Ngài định nghĩa. Đoạn nghi tịnh là trí an lập vượt khỏi hoài nghi ba thời, bằng cách quán triệt nhân duyên trợ danh sắc thân này. Bali gọi là Etasse Vapana Namarupasa Vajjaya Parit Gahena Ti Su Atha Su Căng khăn với ta để toa thích tăng nhà nằm. Thì sự thà xúc căng khăn với ta để toa, tức là sau khi vượt qua ghi ba thời. Ba thời ở đây là thời quá khứ, thời hiện tại và thời vị lai. Vượt qua quản ghi ba thời bằng cách etasseva namarupasa paccaya parigrahena, tức là quán triệt nhân duyên trở sanh danh sắc. Thì ở đây thứ gì? Cái thi tâm nha năng, cái trí tuệ mà an trú như vậy đó, gọi là khăn kha với ta đồng nát quyền xuất thí nam á, gọi là đoạn nghi tịnh. Phần này cũng khá là quan trọng thưa quý vị. Cái việc mà chúng ta tu tập thiền quán đó, thì cái giai đoạn đầu là chúng ta phải nhìn, phải phân biệt cho được danh sắc đối với ngũ uẩn này. Thí dụ như sắc uẩn, tức là sắc,
mà thọ tưởng hành thức là danh, không có cái tôi cái ta ở trong sắc thọ tưởng hành thức, thì cái đó chỉ mới là cái giai đoạn đầu, tức là phân biệt danh sắc thôi, thì cái đó mới là kiến tịnh. Đến cái giai đoạn kế tiếp là chúng ta phải quán triệt nhân duyên bất tri giác của danh sắc. Bởi vì danh sắc đó không phải ngẫu nhiên mà có, không phải tự nhiên mà sanh ra, mà cũng không phải do đấng toàn năng tối thắng nào mà tạo nên danh sắc này. Và danh sắc đó là có duyên trợ, duyên trợ tạo. Quý vị còn nghe được không? Không thấy ai báo được đi. Ồ, thấy rồi. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi sâu vào chi tiết hơn. Chính vì không biết được nhân sanh ra thân danh sắc này, nên chúng sanh hoài nghi về mình trong quá khứ, hoài nghi về mình ở vị lai, hoài nghi về mình ở hiện tại. Đó gọi là hoài nghi ba thời. Ý nghĩa đó quý vị phải nắm. Bây giờ năm mối hoài nghi về quá khứ là gì? Ở đây có người hoài nghi quá khứ ta có chăng, hoặc là quá khứ ta không có phải chăng, hoặc là quá khứ ta là gì, hoặc là quá khứ ta như thế nào, hoặc là quá khứ ta đã là gì rồi thành gì. Cái đó là năm mối hoài nghi về quá khứ. Ai trong chúng ta là kẻ phàm phu cũng đều nói đến cái kiếp quá khứ, chúng ta đều có cái sự hoài nghi như vậy. Bởi vì chúng ta không có trí để chúng ta biết. Quá khứ ta có chăng, quá khứ ta không có phải chăng, quá khứ ta là gì, quá khứ ta là như thế nào, quá khứ ta đã là. Còn năm mối hoài nghi về vị lai đó như thế này: có sự nghi ngờ tương lai ta có chăng, tương lai ta không có phải chăng, tương lai ta sẽ là gì, tương lai ta sẽ thế nào, tương lai ta sẽ là gì rồi thành gì. Đó là năm mối hoài nghi về vị lai. Bây giờ sáu mối hoài nghi về hiện tại. Có sự nghi ngờ rằng ta là ta phải chăng, hay ta không là ta phải chăng, hay ta đang là gì? Hay ta đang thế nào?
hay ta từ đâu đến, hay ta sẽ về đâu. Mười sáu mối nghi ở trong ba thời là như vậy. Nếu hành giả quán triệt được duyên sanh ra danh sắc này thì sẽ đoạn nghi. Sự quán triệt này gọi là tuệ hiển duyên danh sắc. Hiển tức là hiển lộ. Hiển duyên danh sắc. Cái tuệ mà làm cho rõ, thấu rõ được duyên danh sắc. Namarupa Pachayatuk Parikaha Jnana. Chúng ta có nhiều cách để cho chúng ta nghiệm về duyên danh sắc. Chúng ta nghiệm về duyên danh sắc đó, là chúng ta nghiệm theo năm cách. Những cái này là chúng tôi đã lược giải cho gọn, cho nó có chi phần để mà quý vị hiểu. Thứ nhất, chúng ta nghiệm tứ thực là duyên sanh danh sắc. Tứ thực ở đây tức là bốn món vật thực, hay là bốn món ăn cho danh sắc. Và đoàn thực như là cơm nước bánh tráng rau củ quả. Thì ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật Ngài cũng có đề cập đến trong cái phần duyên, duyên sinh. Ngài cũng có nói đến tứ thực, đó là nhân tạo ra danh sắc. Thì chúng ta nghiệm tứ thực là duyên danh sắc là gì? Hành giả suy xét thân danh sắc này không phải không có nguyên nhân, cũng không phải nguyên nhân là do đấng tạo hóa tạo ra, mà nhân duyên hình thành danh sắc này là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Đoàn thực là thức ăn như cơm nước bánh trái mà chúng ta học khi nãy đó. Đó là duyên trợ cho sắc pháp này, tức là thân tứ đại này. Chúng ta phải thấy rõ cái đó. Hành giả tu tập tuệ quán phải thấy rõ đoàn thực là nó tạo ra cái thân tứ đại này, nó nơi nuôi dưỡng thân tứ đại. Xúc thực tức là sáu xúc như nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thì xúc thân, xúc ý, xúc là duyên trợ cho sáu thọ, tức là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, vị thọ. Tư niệm thực
tức là chỉ cho sáu tư. Tư Chaitanya ở đây tức là cái sự cố quyết hành động, như là nhãn tư, nhĩ tư, tỷ tư, thiệt tư, thân tư, xúc tư và pháp tư. Cái này lấy theo tạng kinh thưa quý vị, lấy theo ý nghĩa tạng kinh là duyên trợ danh pháp đồng sanh và tạo quả thức tục sinh cùng với sắc nghiệp tục sinh. Người mà học thắng pháp, mấy cái này chỉ nói sơ qua là chúng ta hiểu rồi. Tư Chaitanya nó trợ cho danh pháp đồng sanh đó, thì cái này gọi là câu sanh nghiệp duyên Sahacha Takkamapachaya. Còn tư mà tạo ra quả thức tục sinh cùng với sắc nghiệp tục sinh bình nhật, thì cái này được gọi là Nanakadakamapachaya, tức là vị thời nghiệp duyên. Rồi thức thực tức là tâm, 121 tâm á, tâm nó dẫn dắt cho tâm sở chê ta sika và tạo ra sắc tâm chitta rupa. Do đó cho nên tâm được gọi là thức ăn cho tâm sở và sắc tâm. Chúng ta phải nắm cái chỗ đó dễ lắm, nó rõ ràng chứ không có gì khó thưa quý vị. Nhưng mà tại vì nếu mà vị nào mà đòi ăn những cái món ăn mà nó thơm ngon, có cái mùi vị, thì quý vị mới thấy ở đây nó khô khan, không hiểu. Chứ còn người mà đã chấp nhận học triết lý nhà Phật á, thì khi mà trình bày như thế này là chúng ta hiểu, chúng ta hiểu ngay liền để cho tuệ phát sanh. Khi đã thấy muốn thực là thức ăn cho danh sắc, là điều kiện hình thành danh sắc, như vậy thấy duyên trợ danh sắc diễn tiến trong quá khứ cũng vậy, mà trong vị lai cũng vậy, trong hiện tại cũng vậy. Khi thấy như vậy thì tất cả mối nghi về ba thời, 16 mối nghi về ba thời được rũ bỏ. Trong thanh tịnh đạo, Ngài Bồ Tát Cổ Sáng, Ngài cả quyết như thế. Hãy thực hành đi. Khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ thấy những cái này có lợi lạc cho chúng ta nhiều. Đừng để cho 16 mối nghi hoặc nó cứ ám ảnh và làm cho mình trở ngại cái việc mà chứng đắc đạo quả. Đó là cái cách nghiệm duy trình thứ nhất. Cách nghiệm thứ hai là nghiệm điều kiện sở sanh, là duyên danh sắc. Điều kiện sở sanh ở đây là nói một cách khác, hành giả suy xét do nương sáu căn và sáu cảnh làm cho phát sanh thức. Còn nghiệp tâm và thời tiết, nghiệp tâm, thời tiết và vật thực là nhân sanh ra sắc pháp. Chúng ta ráng học thuộc lòng cái đề tài tóm gọn như vậy đó, để chúng ta thực hành. Thì ở đây giải thích thêm
Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Còn sáu cảnh là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Ở đây do mắt và cảnh sắc mà nhận thức sanh. Do tai và cảnh thinh nên nhĩ thức sanh. Do mũi và cảnh khí mà tỷ thức sanh. Do lưỡi và cảnh vị mà thiệt thức sanh. Do thân và cảnh xúc mà thân thức sanh. Do ý và cảnh pháp mà ý. Ý thức phát sanh. Đó gọi là duyên đại, đại loại cho danh. Ngoài ra thì gọi là duyên khác. Ở đây Ngài phân loại có hai, Ngài phân tích có hai trường hợp. Tâm sanh nói chung là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký. Mà nó sanh ra là do duyên căn gặp cảnh phát sinh thức. Đó là nói theo cách đại loại. Còn nói theo cách cá biệt á, thì vị hành giả cần phải biết rằng, như Đức Phật này nói rằng, do duyên thân cận bậc trí hiền, nghe diệu pháp khéo tác ý, là ba nhân sanh ra danh thiện. Do thân cận kẻ ngu, không nghe diệu pháp, không khéo tác ý, là nhân sanh ra danh bất thiện. Hoặc là do nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện là duyên danh cho, là duyên danh cho danh vô ký như tâm quả vân vân. Thì ở đây tâm tố của vị A-la-hán đó không do nghiệp, mà tâm tố đó là do căn và cảnh thôi. Còn như tâm quả của chúng ta, tâm quả như là nhãn thức quả bất thiện, nhãn thức quả thiện, vân vân, thì tâm quả nó chung, tức là nó do duyên căn cảnh cũng có một phần, mà do nghiệp là nói theo phần thứ hai, tức là nói theo duyên cá biệt. Cô tư vấn, cô sửa lại sáu căn cộng với sáu cảnh nó sẽ phát sanh năm thức, chứ không phải là sáu căn, sáu cảnh, sáu trần. Sáu cảnh với sáu trần thì cũng trùng với nhau, giống nhau, đâu có gì đâu cả. Cô sửa lại chứ để thôi người ta nhìn vào người ta nói là sáu thức chứ không phải năm thức. Sáu căn sáu cảnh, cô để cái mũi tên đó, cô để mũi tên đừng để dấu bằng. Nó tạo ra năm thức, tạo ra sáu thức. Dạ, để vậy đó. Rằng cô rằng đông để vậy hay quá. Sáu căn sáu cảnh thì nó ra sáu thức như thế. Ở đây sư cũng xin nói quý vị là các vị đừng có cho rằng là tại sao sư khó hơn sư hơn thừa tội giác đẳng, phải
Tại vì khi mà mình học, mình phải học cho nó đúng. Chẳng thà lúc ban đầu mình chịu khó mình sửa, nhưng mà cái này sẽ biết là sẽ mít lòng lắm. Nhưng mà mít lòng trước đặng lòng sau thì quý vị cũng chịu khó vô. Thì thưa quý vị, nói đến duyên cho danh sắc là nghiệp tâm thời tiết. Cho sắc á, nghiệp hồi nãy là chúng ta nói hai trường hợp: duyên đại loại và duyên cá biệt. Cái đó là trợ cho danh thôi. Còn bây giờ chúng ta nói đến duyên trợ cho sắc. Duyên trợ cho sắc là nghiệp tâm á, tâm thích tá, thời tiết, ưu tú, vật thực, ahara. Trong bốn duyên ấy thì nghiệp quá khứ mới là duyên tạo ra sắc. Nghiệp kamacca rupa, tâm đang sanh là duyên tạo ra sắc tâm cittacca rupa. Thời tiết và vật thực là duyên tạo ra sắc quý tiết, sắc vọng quý tiết và sắc vọng vật thực, uttucca rupa và aharaca rupa trong sắc na trụ của chúng. Mai mốt quý vị có học về thắng pháp á, mai mốt chúng ta học thắng pháp và chúng ta học qua phần sắc pháp á. Có đề cập đến bốn loại sắc. Sắc do nghiệp sanh gọi là sắc, do nghiệp quá khứ sanh gọi là sắc nghiệp. Sắc do tâm hiện tại sanh mà trợ ra hành động là đi đứng nằm ngồi, nói cười khóc, kèm qua nghi và hơi thở, ra hơi thở vào, thì cái đó gọi sắc tâm. Khi mà chúng ta đi ngoài nắng, hay là chúng ta ở trong chỗ mát, hoặc là ở trong phòng máy điều hòa lạnh vân vân, thì lúc bây giờ thân nhiệt của chúng ta nó nóng hay là nó mát hay nó lạnh, nó tùy theo cái thời tiết ở bên ngoài. Cho nên thời tiết nó tạo ra cái sắc, cái sắc quý tiết. Còn vật thực chúng ta ăn đó, ở cõi phạm thiên thì không có ăn vật thực, không có ăn. Cõi chư thiên, dục giới và cõi người của chúng ta, hay là cái loại cái cõi bằng xanh, ngạ quỷ, đều phải nhờ ăn nó mới tạo ra cái sắc bọn vật thực trong thân. Bọn vật thực ở đây trong thân là ô chá, tức là cái dưỡng tố. Khi mà chúng ta ăn cơm, ăn bánh hay ăn trái cây, trái cây hay là cơm bánh ở trong đó nó có nhiều cái chất dinh dưỡng, thì khi mà ăn vào thì nó sẽ chiết xuất cái chất dinh dưỡng đó, nó tạo thành một nhóm nhóm dinh dưỡng này chúng ta gọi ô chát. Và những cái bã của vật thực như là cơm, rau, bánh trái vân vân mà chúng ta ăn vào, cái bã đó nó bị tống khứ đi xuống cái đại trường, rồi qua ngày hôm sau chúng ta thải ra bên ngoài. Thì như vậy cái còn lại, cái thực dưỡng đó, cái đó, cái chất bổ dưỡng này để nuôi thân thì chúng ta gọi là aharaca rupa, tức là bọn vật thực. Cho nên chúng ta, tại sao chúng tôi phải nói kỹ như vậy, là bởi vì nếu mà chúng ta nói sắc vật thực tạo ra sắc vật thực, thì quý vị hiểu được hết. Vì nghĩ tại sao kỳ vậy? Ở đây chứ ahara rupa
là sắc vật thực, là vật thực ngoại kapalinkarahara, là cơm, rau, bánh trái vân vân. Rồi nó tạo ra cái sắc vọng vật thực gọi là aharachat, thêm cái chữ chát ở giữa nữa. Cho nên trong tiếng Bali không có nhầm lẫn được, thưa quý vị. Trong tiếng Bali không có nhầm lẫn được. Thí dụ như bây giờ như thế này, chúng ta gọi là aharupa. Cái này aharupa là sắc vật thực, là vật thực ngoại ở bên ngoài đó. Kapalinkarahara. Còn cái khi mà nó ăn vào trong cơ thể chúng ta do những cái bộ phận, thí dụ như cái bao tử chúng ta nó tiêu hóa, nó xay nhuyễn ra, rồi gan nó lọc, rồi lách lách, rồi mật, nó làm cho tiêu hóa vật thực đó có bắt đầu chiết xuất ra cái chất dưỡng tố chúng ta rửa ô cho ô chá. Và cái ô chá này nó đồng nghĩa với chữ aharacha rupa, aharacha rupa. Cái ô chá nó gọi là aharacha rupa đó. Quý vị nhìn dữ, quý vị sẽ thấy nó khác nhau xa lắm. Cho nên cái chỗ đó chúng ta phải suy niệm. Thì ở đây đó, khi mà vị đã thấy được danh sắc có duyên sanh là những điều kiện như vậy, quá khứ, hiện tại, vị lai, danh sắc đều có duyên như vậy, thì sự hoài nghi ba thời của vị ấy được chấm dứt. Cho nên cái cách mà chúng ta học đó, là chúng ta phải nhớ cho rõ ràng, đừng có học miên man. Học Phật pháp mà chúng ta học mi man. Có nhiều vị giảng sư lên nói đủ thứ đủ chuyện, Nam Tào Bắc Đẩu đem vô nói hết, làm cho Phật tử rối lên, không biết là nãy giờ học cái gì. Cho nên vị nào mà thích nói dai nói dài đó thì quý vị học với vị khác. Còn khi mà học với sư thì sư đánh nó gọn lắm, cho nên quý vị đừng ngạc nhiên tại sao sư nói khô khan quá. Cái khô khan đó là mới tóm được. Bây giờ chúng ta chỉ học hai cách nghiệm thôi, hai cách suy nghiệm về duyên của danh sắc. Cách thứ nhất là chúng ta nghiệm tứ thực là duyên tạo ra danh sắc. Thứ hai là chúng ta nghiệm điều kiện sở sanh là duyên tạo ra danh sắc. Còn ba điều còn lại thì để nửa tháng sau chúng ta học. Bây giờ thì xin được tạm ngưng cái bài giảng hôm nay ở đây. Thì chúng ta chỉ còn có 6 phút nữa là chúng ta vào room lớp Phật pháp để học tương ương bộ kinh. Xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh quan hỷ chúc phúc phước báo cho rùm. Nam mô Bụt Thầy. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba buddha nupavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba dhamma nupavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba sangha nupavena sada sati bhavantu te.
Tất cả Pháp Vương có đến người, cầu xin chư Thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được tự mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường tọa.